Mỹ ơi, mày giỏi lắm, dám vu khống cậu chủ ha, tao sẽ cho mày biết tay. Thôi thôi thôi, thôi. Bà bu ra coi. Bà tôi lại cô, tôi lại cô, tha cho nó giùm tôi đi cô. Bữa nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ với người trên trước, nghe chưa mày? Mày thôi thôi cô ơi, cô ơi, thôi mà cô quản gia, bu ra coi. Lại cô, tôi lại cô, tôi sẽ dạy lại con tôi mà, tôi xin cô. Có làm cái gì vậy? Thôi mà, cô ơi, tôi xin cô tha cho nó lần này. Tôi hứa sẽ dạy biểu nó lại. Tôi xin cô đó. Bà muốn nhận tội thay cho nó chứ gì? Dạ. Được, bà muốn thì tôi chịu. Mày làm gì vậy hả? Bỏ ra, mày bỏ ra, mày ra. Bỏ tay tao ra coi. Chuyện thì không liên quan tới má tôi. Bà muốn làm gì thì làm tôi nè. Bất ra, mày đúng là đồ sất sườn, thái độ hỗn láo như vậy đó hả? Được, tao sẽ cho mày biết tay. Mày thôi, thôi. Thôi, cái gì vậy? Hả? Đi. Anh để tôi đánh cho nó chết. Thôi. Mày hả? Thôi. Đi cho anh. Buông ra. Buông ra. Dừng lại. Mày điên hả? Là con chim tao bay mất rồi kìa. Thà nó bay mất còn hơn mày đụng cho nó, mày tiêu đó. Mất gì tiêu? Cái móc mèo kìa, mày không thấy hả? Đó, mày thấy chưa? Đụng vô trái này á là nó ngứa lắm. Ê, hả? Mày vô mày hái giùm tao mấy trái móc mèo đi. Trời ơi, nó ngứa lắm, mày không biết sao còn bị tao hái nữa. Tao biết là nó ngứa nên tao mới kêu mày hái. Mày hái cho tao đi, tao cần lắm. Đi, hái giùm tao đi. Lắm. Đi đi mà, hái đi. Mày không hái tao bắn mày đó. Con nhỏ đó ám ảnh mình. Không được, mình phải tìm cách tống cổ nó ra khỏi nhà này. Cậu kêu tôi. Cô đang giật cuốn sách của ba tôi có đúng không? Đúng. Nhưng mà ông chủ cho tôi, chứ tôi không có. Nói nhiều quá. Đưa cuốn sách lại cho tôi. Tôi đang có việc. Sao xong rồi tôi trả lại cho. Nhanh lên. Chờ một chút. Thank you.
dữ vậy? Còn gì cắn mình đi ta? Dạ, tôi sụp ngứa dữ vậy. Tao bản da. Trời ơi, trời ơi, tôi chết tôi rồi. Trời ơi, con gì nó cắn? Ui da, trời ơi, ngứa quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Cái gì? Trời ơi, không phải con gì cắn đâu, mắc mèo quá. Ngứa quá. Đừng có đi thầy Lan. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, con gì cắn vậy trời? Mắt mèo. À. Cho đáng đời. Cho đáng đúng đời. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không buông tha cho cô đâu. Cô phải đề phòng cẩn thận. Biết đường nào mà đề phòng. Thôi kệ đi. Tới đâu á thì mình tính tới đó. Dù sao á thì anh ta cũng đâu có giết chết tôi đâu. Thôi tôi về nghe. Ờ. Ngọc Bích. Hả? Tôi muốn nói với cô là... Chuyện gì vậy anh Tâm? Cô cũng phải đề phòng ông Được nha. Chuyện gì anh nói đi. Ông Được không phải là người đứng đắn đâu. Ngọc Bích ở trong nhà đó tôi thấy lo lắm. Cảm ơn anh Tâm nha. Tôi sẽ đề phòng mà. Tôi về nghe. Ừ. Còn giờ làm gì nữa? Làm không chịu báo trước cái gì hết trơn à. Làm tôi ngứa muốn chết à. Vì phá con thì có. Tự nhiên chạy vô phòng má con nói làm gì vậy? Vậy hả? Nhưng mà thôi đi. Ngồi xuống đây. Vì thiệt tình là không chịu nổi khi phải sống chung với má con nó đó. Con làm gì thì làm. Nhưng mà phải tống cổ má con nó ra khỏi nhà này. Vì làm như con không muốn vậy đó. Vì cũng thấy rồi đó. Bây giờ ba má con với chị hai ai cũng thích nó hết trơn á. Con làm cách nào cũng đâu đuổi được nó đi đâu. Đuổi không được, trái lại còn làm mít lòng ba má con nữa. Không lẽ rồi bây giờ vì cháu mình khoanh tay ngồi im chịu trận như vậy hả? Dĩ nhiên là không rồi. Con đã nói với vậy rồi, con đã có cách để má con nó phải tự rời khỏi nhà mình. Nhưng mà dì phải cho con thời gian chứ. Ừ, dì cũng sẽ làm mọi cách. Dì. Dì. Dì nói thiệt cho con biết đi. Giữa dì với má con nó có ân oán gì không? Ừ, ân oán gì đâu. Sao tự nhiên con hỏi như vậy? Tại con thấy thái độ của dì với hai má con nó lạ lắm, không được bình thường. Bình thường sao được hả con? Đó, bây giờ nhắm mắt mở mắt dì á, dì cũng bị cái gương mặt của bà ám ảnh dì hết á. Thiệt sự là dì ăn không ngon ngủ không yên. Trời ơi, giống như là dì sống chung với ác quỷ vậy đó. Con cũng công nhận là cái mặt bà già đó đáng sợ thiệt. Nhưng mà đâu có tới nỗi mất ăn mất ngủ cho dì nói đâu. Ừ, thì con cũng biết rồi đó. Dì á, là dì từ hồi nào tới giờ dì thích cái gì thơm tho, sạch sẽ, đẹp đẽ, thần tiên. Chứ còn bây giờ dì phải ở chung với ma quỷ. Dì nói thiệt nghe, dì không chết là may lắm rồi đó. Dì nói quá không à. Mà thôi, con hứa với dì, một tuần dì cho con thời gian một tuần đi. Con đảm bảo là má con nó phải cuốn gối ra đi. Con đúng là cháu ngoan của dì. Không có uổng công dì cực khổ chăm sóc cho con. Nè à... Em là Ngọc Bích có đúng không? Dạ thưa ông, con tên là Ngọc Bích. Dạ ông có gì sai biểu không? Không không, không có gì. Qua định ra đây đứng chơi thôi. Em cứ tự nhiên mà làm. Tự nhiên mà làm, đừng có bận tâm tới qua. Làm đi, làm đi. Dạ. Hai hôm nay biết Ngọc Bích tới ở trong nhà. Nhưng mà qua lu bu nhiều việc quá cho nên qua chưa nói chuyện được. Qua xin tự giới thiệu. Qua tên là Được. Là cặp răng của ông chủ Lâm. Dạ. Con có nghe mọi người nhắc tới ông á. Trời. Làm cái gì mà kêu ông dữ vậy? Qua còn chưa có vợ nữa. Nè, Ngọc Bích đổi cách xưng hô đi. He. Dạ, ông ơi, con không dám đâu. Mọi người trong nhà này xưng hô với ông sao thì cũng xưng hô vậy à. Ờ, cũng đúng. Cả cái vùng này, ai ai cũng cúi rạp đầu khi mà gặp Qua.
từ già tới trẻ, một tiếng cũng ông mà hai tiếng cũng ông. Nếu gục bích gọi khác đi thì cũng hơi kẻ. Thôi cũng là cách xưng hô thôi mà, không có sao hết. Ăn thua là tấm lòng dành cho nhau, vậy là đủ rồi. Ông nói gì con không hiểu. Nè, vừa nhìn thấy Ngọc Bích là quá có cảm tình liền. Nè, nhớ nghe, có gì cần thì cứ nói qua biết một tiếng. Dạ, con cảm ơn ông. Dễ thương dễ sợ luôn hả? Ngọc Bích à? Dạ. Con làm gì ở đây vậy? Con đang vớt rác dưới hồ này má. Con đi vô phụ dì Tám nấu cơm đi, để má làm cho. Dạ, chào ông. Dạ, chào ông Cập Rằng. Ê Nam. Vậy mày nghĩ giùm tao cái cách gì coi, cái cách nào mà làm khó con nhỏ ở đợ đó để nó đi ra khỏi nhà tao. Thì mày không ưa nó thì mày đuổi cổ nó đi cho rồi, có gì đâu mà nghĩ ngợi. Vậy đi cho nó khỏe. Nếu mà tao đuổi nó được thì tao cần gì mày nghĩ cách cho tao. Với lại tao cũng muốn hành hạ nó tơi tả cho bỏ ghét. Ê, thì ra cái vụ mắc mày hôm bữa là mày hại nó đúng không? Kết quả sao rồi? Kết quả là bà dì tao lãnh trọn. Gì? Còn nó thì không bị gì hết. Nhỏ này nó cao số thiệt á. Mày còn cười được nữa. Thôi có gì đâu. Mày nghĩ ra cách giùm tao coi. Mày á, ở với nó chung một nhà như vậy, mày phải dễ dàng mà nghĩ ra cách chứ. Vậy mà cũng nghĩ không ra nữa. Nó không giống như mấy đứa con gái bình thường đâu, khó mà chơi được nó lắm. Nè, xuống đây, tao bày trò cho. Độc lắm. Ê, bây giờ mày phải làm gì? Vậy là xong rồi. Rồi chưa con? Làm lẹ đi rồi bưng lên cho cậu chủ ăn. Dạ. Để lâu quá cậu đói cậu la. Con xong rồi nè má. Ê, bản của tôi đâu? Mời cậu chủ lên nhà trên đi, tôi dọn lên liền. Thôi khỏi, đưa bản đây cho tôi. Nhưng mà bà quản gia dặn á là cậu phải ăn ở nhà trên. Tôi đã nói là khỏi, bị điếc hả? Đưa đây cho tôi. Cậu chủ nói vậy rồi thì con nghe lời đi, đưa đi con. Đưa đây. Cô giỡn mặt với tôi hả? Mời cậu. Bán gì thấy ghê vậy? Sao tôi ăn được? Tôi mua đúng chỗ người bán cậu chỉ. Cô dám trả treo nữa hả? Mua đúng chỗ sao tôi ăn không được? Tôi biểu mua chỗ nào thì mua chỗ đó đi. Mày đặt tự tung tự tác mua chỗ khác hả? Tôi không biết, tôi mua đúng chỗ cậu biểu. Có lẽ là hôm nay trong người cậu không được khỏe, cho nên là cậu ăn không ngon. Chứ tôi thấy bánh ngon mà. Ngon đúng không? Ngon cô ăn đi. Tôi ra lệnh cho cô á, ăn hết chiếc bánh này cho tôi. Cậu cố tình đúng không? Nếu tôi nói đúng thì sao? Ăn đi. Cậu không muốn ăn chứ gì? Tôi đem đổ. Làm gì vậy? Tôi đem đổ. Buông ra. Không. Buông ra. Không. Buông ra. Bích. Thứ người như cô á, muốn ăn cũng không có mà ăn đâu ha. Muốn đổ là đổ hả? Bánh này tôi bỏ tiền ra mua nè, không có dễ đổ đâu. Ăn đi. Ăn. Tôi không ăn. Cô không ăn đúng không? Cô không ăn thì nguyên ngày hôm nay cô nhịn đói cho tôi. Không ăn cơm một ngày thôi mà, có gì là lớn? Cả bà già kia cũng nhịn đói cho tôi.
Tám đâu rồi? Dạ dạ cậu ơi, cậu Tám. Ơi, được rồi để tôi ăn mà. Má không có được ăn. Để má ăn không sao đâu. Má, má không có được ăn. Cậu cố tình nhả bánh ra để ép con ăn mà. Không sao đâu, má ăn được mà. Con ăn. Ăn đi. Lần này á là anh ở trên này với em lâu á nha. Làm sao mà được em, anh còn nhiều việc dưới đó lắm. Mệt quá à. Việc gì á thì anh cũng phải dẹp hết qua một bên cho em. Ở trên này với em. Anh mà về hả là người ta nhớ lắm luôn. Người ta không có muốn rời xa anh một chút nào hết. Không nỡ rời xa anh hay không nỡ rời xa túi tiền của anh hả? Thì cả hai. Biết ngay mà. Mà em cũng nể anh thiệt đó nha. Làm sao á mà anh có thể sống được cái nơi quê mùa như vậy hay thiệt chứ. Nè, em đừng có quên, đó là cái nơi mà anh được mọi người kính nể. Anh mà ho một tiếng, đám ta điện ship re liền. Danh giá gì cái chức cặp rằng đó ha anh. Chẳng qua cũng chỉ là tay sai của ông chủ điền mà thôi. Chi bằng anh liệu bệ là một vố, kiếm vốn về trên này theo nghề buôn bán, làm ông chủ không sướng hơn hay sao? Nói đúng lắm. Làm chủ, nhất định mình phải làm chủ. Làm chủ. Anh đang nghĩ cái gì mà lẩm bẩm mình vậy? Em vô ngồi đi. Ê, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Chuyện gì? Em á, lựa lời nói với lại ông chủ. Hết mùa này, lấy lại ruộng đất của một số tá điền. Có tá canh mãn hạn, giao hết về cho anh. Bộ anh tính làm ruộng hả? Không, anh muốn làm bao tá. Sao tự nhiên khi không đòi làm bao tá? Thì em nghĩ coi, làm cặp rằng với anh bao nhiêu năm rồi có dư giả được gì đâu. Chẳng qua là anh hơn mấy đứa tá điền một bậc. Nè, đừng có tưởng là em không biết anh làm cái gì sau lưng ông Lâm nghe. Anh quạnh quẹ tá điền, gian lận khi thu mua lúa ruộng. Được rồi, em nói như vậy bộ muốn giết chết anh hả? Bộ em nói không đúng hả? Em nói là đúng. Từ nãy tới giờ em nói là đúng hết, anh đâu có dám chối cãi đâu. Nhưng mà em à, em cũng phải hiểu cho anh. Làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu có dám thẳng tay. Mỗi năm có ráng lắm thì cũng kiếm chát được chút đỉnh, đủ tiêu xài, chứ có dư giả gì đâu. Nè, em nói giúp giùm anh một tiếng nghe. Nếu mà anh được làm bao tá, thuê đất từ ông chủ rồi cho cái đám tá điền nó thuê lại, lúc đó uy quyền lẫn tiền bạc của anh đều được nâng lên. Em chỉ sợ rồi anh làm quá đáng á, rồi anh chọc giận ông Lâm rồi thêm phiền phức. Em thấy thà mình sống như bao nhiêu năm qua, rồi mình chờ đợi thời cơ tới là được. Trời, chờ hoài khi nào nó mới tới, còn lâu lắm. Anh cũng đâu có ngu, tự nhiên làm hư chuyện của mình. Nè, em cứ yên tâm đi, em cứ nói giúp anh một tiếng với lại ông chủ nghe. Thôi được rồi, để em nói. Theo anh được biết, hết năm nay,
hơn một nửa số tá điền của ông Lâm, mạng tá canh. Ừ. Nếu ổng mà chịu giao cho anh hết cái số đó, lúc đó anh ngon lành lắm. Chưa chi đã hí hửng rồi. Nè, hả? Cái chuyện mà em nhờ anh đó, sao rồi? Ủa, em có nhờ anh hả? Ủa, mà nhờ anh chuyện gì sao anh không nhớ ta? Anh đó, suốt ngày cứ chỉ biết nhờ em giúp chuyện này rồi nhờ em giúp chuyện khác. Lâu lâu em nhờ anh có một chút chuyện mà anh cũng không nhớ nữa là sao? Không phải, tại lu bu nhiều việc quá, lo suy nghĩ nên không nhớ. Thôi lỡ rồi, nhắc lại cho anh nhớ luôn đi. Em nhờ anh là nghĩ ra cái cách nào để đuổi má con nhỏ đó đi. Trời ơi, em vẫn còn nghĩ tới cái chuyện đó hả? Ừ. Trời đất ơi, anh đã giải thích với em hết rồi. Cho dù má con nó không phải là người năm xưa, nhưng mà em vẫn không muốn nhìn thấy mặt. Em khó chịu lắm. Anh nói thiệt, anh nhúng tay vô thì cũng hơi khó. Nhiệm vụ của anh là ở ngoài đồng, người ta trong nhà anh lấy lý do gì để làm khó người ta đây? Ủa, cái chuyện này không phải thằng Đức Tiến nó hứa giúp em sao? Nó có hứa, nhưng mà em không tin nó. Cứ bình tĩnh đi, không phải cái việc gì mình cũng gấp gáp. Cứ từ từ, anh chắc chắn thằng Tiến nó sẽ làm điều đó cho em. Đi đâu về vậy? Dạ, con đi công chuyện cho bà chủ. Sẵn về ngang đầm sen, thấy sen đẹp quá, con hái một ít về trưng lên bàn thờ cho bà Thảo. Mày giỏi thiệt luôn ha. Mày nịnh từ người sống, rồi bây giờ nịnh tới người chết luôn ha. Dạ, con đâu có dám, tại con thấy đẹp, con hái về trưng vậy thôi à. Trời đất ơi, cái gì vậy? Dạ. Sao vậy má? Trời đất ơi, bà làm ăn cái kiểu gì vậy? Bà có biết cái số chén dĩa này mắc tiền lắm không? Làm gì mà ẩu tả như vậy, ai chịu đợi cho nổi? Dạ cô ơi, tôi cẩn thận dữ lắm, mà tại vì cái sạp á, nó tự nhiên nó... Im đi! Nè, làm sai á thì chịu nhận đi, đổ thừa đổ bóng cái gì? Bây giờ ở đợi cả năm thì có trả nổi cái đống này hay không? Bà nói tôi dạ nghe coi. Dạ tôi lại cô thương tình của tha cho tôi. Chứ... tha hả? Tội của bà, tôi phạt trước 10 roi, rồi mọi chuyện tính sau. Bà Tám. Dạ. Lấy cái cây ra đây. Dạ. Cánh ra, bà quản gia. Lẹ lên. Dạ dạ. Cánh ra. Đưa đây. Bây giờ sao? Bà quản gia cứ phạt con đi, con xin chịu tội thay cho má. Mày có chịu tội thay hả? Được. Thôi, này là lỗi của tôi, cô đánh tôi đi. Còn tránh ra đi. Tình cảm quá ha. Ha. Tao đánh luôn hai má con để khỏi phải tranh giành với nhau nha. Dạ cô ơi, đừng có. Cái bà gì con vậy? Xuống kìa. Để con giải quyết cho. Để cho gì? Vậy đây lát ba con xuống bây giờ. Để con. Chị muốn đợi ba con xuống hả? Đi lên đi. Đánh cho nó mềm xương cho gì. Hai người lo dọn dẹp đi. Nè. Dạ. Dạ đội ơn cậu ba. Má có sao không má? Nghe má dặn nè, từ rày về sau, nếu mà thấy má bị đòn á, không có được nhào vô mà đỡ, nghe chưa?
chứ không lẽ con đứng đó nhìn người ta đánh má, hành hạ má hay sao? Con cứ tưởng nường náu ở đây là má sẽ thoát khỏi roi đòn. Ai ngờ. Không sao đâu, tại vì má con mình mới vừa tới, chưa quen công việc, chưa có rành tánh ý chủ nhà nên mới xảy ra chuyện. Từ từ rồi đâu cũng vô đó hết hà. Có cực nhọc vất vả tới đâu con cũng không sợ, chỉ cần má không bị người ta ăn hiếp. Không có ai ức hiếp má hết trơn á. Tại vì má có lỗi, má có lỗi, không có sao đâu nghe. Để con ra ngoài cất rửa chén nha, nãy con rửa chưa kịp đem vô. Hồn về nhập xác chưa? Rồi chết giác. Hết chuyện gì để làm rồi sao? Xém nữa lụ chết người ta rồi. Lén lén lút lút như cô, tôi không hù cô chết thì có ngày ma cũng hù cô chết thôi. Cái người lén lút là cậu chứ không phải là tôi. Vậy tôi hỏi cô, đêm hôm tăm tối cô đi ra ngoài này làm gì hả? Tôi có gì cần ra ngoài? Trên tay tôi có cái đèn nè, chứng tỏ là tôi không có làm gì mờ ám. Chỉ có những người rình rập trong bóng tối mới có ý đồ không tốt á. Cô nói gì? Nè cô đừng có quên, đây là giường nhà tôi. Tôi muốn đi lúc nào thì đi, tôi muốn ở lúc nào thì ở, mất gì tôi phải rình rập cô. Cậu kiếm chuyện với người ta đủ chưa? Nếu đủ rồi á thì tôi xin phép. Khoan, chưa đủ với cậu hay sao? Dĩ nhiên là chưa đủ. Cô đừng có quên, cô đã chơi không tôi biết bao nhiêu lần rồi. Tôi chỉ mới đáp lại bấy nhiêu thôi, không bao giờ là đủ đâu. Vậy cậu muốn gì nữa? Cô hỏi tôi muốn gì hả? Tôi muốn bắt cô phải trả đủ cho tôi, cả vốn lẫn lời. Chị nói anh được muốn làm bao tá? Dạ. Anh được ảnh nói dù ảnh làm cặp rằng thay mặt anh để giải quyết và gặp gỡ tá Điền, nhưng anh vẫn phải nhọc lòng. Chi bằng bây giờ anh giao ruộng đất của họ lại cho anh được, lúc đó anh chỉ cần biết một mình anh được là đủ rồi. Anh được nói cuối mùa này, hơn nữa tá Điền có tá canh mãn hạn, nếu anh giao hết số ruộng đất đó cho anh được, vậy thì anh sẽ nhẹ gánh lắm. Dì Trang nói không sai, nếu làm vậy á thì nhà tôi đỡ cực. Dạ. Nhưng mà về phía tá Điền thì lợi tức của tá Điền vốn đã rất thấp rồi, ngoài địa tô phải trả cho chúng ta, họ phải chịu những thiệt thòi khi mất mùa, và quan trọng hơn hết là họ phải trả lãi suất trên món tiền đi vay để làm mùa, mua nông cụ, lúa giống nè, hay sắm sửa vật dụng trong nhà, rồi mua thuốc khi đau yếu nữa. Nếu bây giờ để cho anh được làm bao tá thì không khác nào trồng thêm một cái ách nữa vào cổ tá Điền. Vả lại tôi biết anh được đối xử không tốt với tá Điền, nhưng nể tình nấy là cậu của Đức Tiến,
nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì vậy tôi không thể để anh được làm bao tá. Chắc chị cũng hiểu được những gì tôi nói, đúng không chị Trang? Dạ tôi hiểu. Còn nếu như anh được muốn có thêm thu nhập thì nhận vài công ruộng mà làm, tôi nhất định sẽ chiếu cố cho anh. Dạ cảm ơn anh chị. Để tôi nói lại với ảnh. Tôi xin phép. Nè, tôi chưa bao giờ chơi khăm cậu nha. Rõ ràng những lần đó là cậu có lỗi. Tôi chỉ làm đúng những gì cần làm thôi. Là lỗi của tôi đó hả? Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp tôi không? Lần đó đó, cậu bắn lủng nón tôi, lỡ trúng mắt tôi rồi sao? Ủa, lỡ thôi mà. Trúng mắt cô chưa? Trúng mắt cô chưa mà cô nói hả? Đúng là kiểu người ngang như cua. Được, coi như lần đó là lỗi của tôi đi. Còn lần thứ hai? Lần thứ hai mới là lần cậu đáng tội nhất. Một thanh niên có ăn có học, nhà lại giàu, mà lại đi cướp tiền của một thằng nhỏ khờ khạo. Tôi thì không hiểu cậu vui vẻ gì với cái trò đó. Ai nói với cô là tôi đi cướp tiền của nó hả? Chính mắt tôi nhìn thấy. Đúng rồi, mắt của cô nhìn thấy. Mắt của cô thì đẹp lắm. Ờ, nhưng mà đáng tiếc là nó có vấn đề rồi. Thôi được rồi, coi như lần đó cũng là lỗi của tôi đi. Còn lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba nào? Có lần thứ ba sao? Lần thứ ba không bắt được quả tang nên cô định chối chứ gì? Nhìn cái gì? Cô đã xúi mấy thằng trong làng Trùm Ba Bố đánh tôi. Không phải cô làm thì là ai làm hả? Cô cười cái gì? Cái đó thì cậu phải hỏi lại bản thân mình chứ. Ăn ở cái kiểu gì mà có nhiều người không ưa cậu đến vậy? Cô tưởng cô nói như vậy là tôi tin cô chắc? Tin hay không là quyền của cậu. Nếu tôi làm, tôi không việc gì phải chối hết á. Rồi sao? Bây giờ tôi phải vô nhà. Cậu tránh đường giùm đi. Cho dù cô không nhận, tôi cũng không tha cho cô đâu. Đây là nơi con trai má sống 16 năm qua. 16 năm má mới được tới gần bên con. Đức Tiến ơi, bà đừng có sợ nha. Con nói giùm bà đi. Bà không có biết gì hết, bà không có làm gì hết đó. Dạ dạ. Con nói giùm bà đi. Được rồi, bà đừng sợ.
Con sẽ nói mà, bà đừng có sợ, không ai làm gì bà đâu. Để tụi con lụm khoai cho bà nha. Thôi, bà cầm khoai về đi. Rồi, bà về luộc khoai ăn nha. Bà về nhà đi. Tại sao bà lại sợ tôi như vậy? Bà ấy ngớ ngẩn mấy năm nay rồi, nói năng lung tung vậy đó. Ngọc Bích đừng có bận tâm. Rồi bây giờ bà sống với ai? Tôi nghe má tôi kể á, hồi trước bà là mụ vườn nổi tiếng mát tay nhất vùng này. Không chỉ dân nghèo mà cả người giàu cũng tìm tới bà mụ này. Bà không có chồng con, sống một mình ở trong căn nhà đằng kia kìa. Mấy năm nay bà bị ngớ ngẩn, nhưng lâu lâu cũng có người tới nhờ bà đỡ đẻ. Ngọc Bích đừng có sợ, tuy đầu óc bà không bình thường, nhưng mà bà hiền lắm, không làm hại ai đâu. Anh chị lại đi tin lời con nhỏ đó, đức tiếng đời nào làm mấy cái chuyện bậy bạ. Con đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao mọi người không tin con chứ? Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà em còn không biết nhận sai nữa hả Tiến? Ba thật xấu hổ khi có một đứa con trai phẩm chất hèn hạ như con. Đức Tiến à, hành động lần này của con má thiệt không thể nào binh vực con được. Trước giờ con nghịch ngợm quậy phá, tùy má có phiền lòng, nhưng má nghĩ là con còn nhỏ, tuổi trẻ con hiếu động, lớn lên con sẽ chững chạc lại. Nhưng lần này má thật sự rất thất vọng về con. Bây giờ con có nói gì mọi người cũng không nghe đúng không? Phải rồi, trong mắt mọi người con chỉ là một đứa hèn hạ thôi. Đức Tiến, em... Chị thôi đi, chị đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Tiến à, bắt được tội của tôi rồi chị hả dạ lắm chứ gì. Đức Tiến, chị con muốn tốt cho con nên mới nhắc nhở con như vậy thôi. Muốn tốt cho con hả? Má tưởng con không biết trong mắt mọi người con chỉ là một đứa hèn hạ thôi, được sinh ra bởi một người ở đỡ. Con chỉ là cái gai trong mắt của mọi người thôi. Bất dạy. Ông ơi, trời ơi. Má, má ơi. Mình. Má, má sao vậy má? Má ơi má. Đưa má con vô phòng. Dạ. Má ơi, đi từ từ thôi má. Má vào trong nghỉ ngơi nha má. Còn
Con có đau lắm không? Hả? Đau lắm không con? Dì bà kệ con đi. Ngọc Bích à, ma nghĩ cậu chủ không có cố ý đâu. Con đừng nghĩ xấu cho cậu chủ nha không? Con không có nghĩ xấu cho ai hết má à. Con người của cậu ta ngay từ lần đầu gặp đã không một chút ấn tượng đẹp rồi. Không ngờ càng ngày càng lộ ra bản chất tệ hại. Từ nay con sẽ cẩn thận hơn. Má đừng lo cho con nha. Con Ngọc Bích đâu rồi? Hả? Mày giỏi lắm, dám vu khống cậu chủ ha. Tao sẽ cho mày biết tay. Mày đừng nói này. Thôi thôi, bà bu ra coi. Bà tôi lại cô, tôi lại cô, tha cho nó giùm tôi đi cô. Cái thứ ở đợ như mày mà không biết thân biết phận, dám đặt điều vu khống cho cậu chủ hả? Mày tưởng mày là ai? Tao cho mày biết, cỡ cháu của tao chỉ cần ho lên một tiếng là có cả tá cô gái đẹp cởi áo ra cho nó ngắm nha mày, chứ không phải là cái thứ mã hạ hèn kém như mày đâu. Thưa bà, con tuy hèn kém nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, trái với đạo lý. Thôi, con không hề đặt điều nói xấu cậu chủ. Cái thái độ của mày vậy đó hả mày? Mày lẻo mẹo hả mày? Thôi, thôi ra coi. Tôi lại cô mà, tha cho nó đi, nó trẻ người non dạ mà. Tôi lại cô. Bích à, mau xin lỗi cô quản gia đi, rồi đi xin lỗi cậu chủ, nhanh. Con không làm gì sai, sao bắt con xin lỗi? Đó, bà thấy chưa? Bà thấy cái thứ con gái ngang bướng như nó chưa? Hả? Bữa nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ với người trên trước, nghe chưa mày? Mày... Thôi thôi cô ơi, cô ơi. Thôi mà cô quản gia, buông ra con hả? Cô, tôi lại cô, tôi sẽ dạy lại con tôi mà. Tôi xin cô. Có làm cái gì vậy? Thôi mà. Cô ơi, tôi xin cô tha cho nó lần này. Tôi hứa sẽ dạy biểu nó lại. Tôi xin cô đó. Bà muốn nhận tội tha cho nó chứ gì? Dạ. Được, bà muốn thì tôi chịu. Mày... Mày làm gì vậy? Hả? Bích ra, Bích bỏ ra, Bích ra. Bỏ tay tao ra coi. Chuyện này không liên quan tới má tôi. Bà muốn làm gì thì làm tôi nè. Bích ra, mày đúng là đồ sất sườn. Thái độ hỗn láo như vậy đó hả? Được, tao sẽ cho mày biết tay. Mày thôi. Thôi, cái gì vậy? Hả? Lại đi. Anh để tôi đánh cho nó chết. Thôi. Mày hả? Thôi. Đi theo anh. Buông ra. Buông ra. Đi. Ôi, con có sao không? Con có đau ở đâu không? Hả? Con không sao. Má có sao không? Má không sao. Trời ơi. Ra đây. Anh, buông ra coi. Sao không để cho em ở chồng em xử con nhỏ đó? Em đó, bình thường đa mưu túc trí lắm. Sao mấy chuyện dính líu tới má còn nữa? Em hồ đồ quá vậy? Hả? Em hồ đồ là hồ đồ cái gì? Còn sao nữa? Ông bà Lâm đang tức điên lên vì cái chuyện thằng Tiến kìa. Ông không biết hả? Em biết, cho nên em càng phải trị nó. Anh hiểu không? Em trị nó hay em đang giúp nó? Hiện giờ trong mắt của vợ chồng ông Lâm, con nhỏ đó là người bị hại, mà con trai của ông bà là người gây tội. Dĩ nhiên là ông bà phải thấy có lỗi với nó rồi, thấy nó đáng thương rồi. Vậy mà em vô đánh đập hành hạ nó nữa, vậy chẳng khác nào em đẩy nó tới trước mặt con bà Lâm để ông bà bù đắp cho nó. Đúng không? Cũng có lý, nhưng không lẽ anh biểu em khoanh tay đứng nhìn? Lần này ông Lâm tức giận ghê lắm. Em chỉ sợ tình thương của ổng dành cho thằng Tiến càng ngày càng dơi bớt. Điều đó em không cần phải lo. Ông bà Lâm là người thế nào? Họ đối xử với má con thằng Tiến ra sao? Anh với em là người hiểu rõ nhất. Anh đảm bảo không vì chuyện này mà thằng Tiến bị mất phần thừa kế đâu. Trái lại, em càng được thằng Tiến nó tin tưởng, được thương yêu hơn nữa kìa. Nó bây giờ nó đang bị oan ức, ai ai cũng không tin tưởng nó, ngoại trừ em. Anh tin thằng Tiến bị oan thiệt hả? Thì ra em chỉ binh vực nó thôi, chứ em cũng đâu có tin nó, đúng không? Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, làm sao mà em tin nó được chứ? Nhưng mà sao anh nghĩ là nó bị nghi oan? Cậu ấm cháu hờ của em thì anh còn la cái gì nữa? Nè, còn nhớ chuyện năm xưa nó bắn vô chân con ngựa của ông Hương Quảng không? Con phải nhớ y như lời dì dặn nghe không? Lát nữa ai có nói gì á cũng không có được nhận, hiểu không?
Nhưng mà chính con là người bán gãy chân con ngựa của ông Hương Quảng. Thằng Tâm cũng nhìn thấy mà, sao con chối được? Dì biết là con làm, nhưng con đừng có nhận. Thằng Tâm nó nhìn thấy thì kệ cha nó, nó không có dám ra mặt làm chứng đâu. Mà bây giờ cho dù nó ra mặt, con không nhận ai làm gì được con. Không, con không muốn chơi. Nè, con ngựa đó là con ngựa mà ông Hương Quảng Hà cưng nhất. Nếu con nhận chính con làm gãy chân nó, chắc chắn ba con thế nào cũng đánh đòn con. Bộ con không sợ sao? Con sợ. Ừ, thì đó, đã sợ thì phải nghe lời dì, nhất định là không được nhận. Con không nhận thì con đâu có phải chịu đòn. Nhưng đúng là con làm. Bây giờ mà con cứ khăng khăng cãi lời dì thì dì mặc kệ con đó, dì không lo nữa đâu. Ừ, dì, con... dì cứu đi mà dì. Dì xin ba má giúp con đi mà dì. Thì đừng có nhận. Làm sao dì xin được? Chỉ cần con không nhận là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cái chuyện đó dễ quá mà. Con, nghe lời dì đi con. Ngoan nè, nghe lời dì. Nè, cứ chối là con không biết, vậy thôi. Con không muốn chối. Con mời chối, thằng Tâm nó nói con hẹn. Không chối là bị ăn đòn đó, chịu không? Dạ. Anh làm ơn nói cho nó hiểu giùm em đi. Em nói chuyện với nó một hồi em điên đó. Thôi mệt quá, nó liền quá thì thôi đi, không chịu nghe thì ráng chịu. Nếu như không có em nhúng tay vô, anh dám chắc giờ nó là một thằng con ngoan xú vách. Vậy bây giờ em phải làm sao? Cứ ngồi yên đó, nhìn thằng cháu em xử con nhỏ đó vậy là xong. Tại sao các người ai cũng nghĩ tôi là người xấu hết vậy? Tôi là người xấu đến vậy sao? Các người muốn tôi xấu, tôi sẽ xấu cho các người hài lòng. Đừng con ơi, đừng con ơi, má tin con. Má biết là con không xấu mà. Tiến ơi, má tin con, má tin con. Thảo ơi, tôi phải làm gì với con của chúng ta đây? Tôi thật có lỗi với mình, Thảo ơi. Ngọc Bích à, bà muốn nói chuyện với con. Dạ. Ngồi xuống đây đi con. Con đứng được rồi bà. Bà biết con chịu nhiều ấm ức. Thay mặt Đức Tiến, bà xin lỗi con. Bà đừng có nói như vậy. Chuyện xảy ra hôm qua có thể là do nó rắn mắt, đùa giỡn quá trớn thôi, chứ nó không phải là loại người sàm sỡ. Bà rất mong con đừng có quá buồn lòng, cũng đừng khinh ghét mà tội nghiệp nó nghe con. Dạ. Bà cảm ơn con. Con xin lỗi vì chuyện của con mà khiến cho ông bà buồn lòng, khiến cho bà ngã bệnh. Con mau quên lắm. Cái chuyện đó con quên liền thôi. Bà ơi, con mong là bà quên đi.
đừng có buồn phiền cậu, mau chóng lấy lại sức khỏe đi bà. Con bé này nó giống em Thảo không chỉ ở gương mặt mà còn giống cả tấm lòng nữa. Tội nghiệp cháu tôi. Đó, bây giờ con thấy rõ chưa? Má con với Ngọc Thủy đâu có ai chịu tin con, chỉ có một mình dì là tin con thôi. Dì nói thiệt, dì là dì biết tổng ruột gan của má lớn con. Bà chỉ cần đợi cơ hội con phạm lỗi rồi nói hành nói tội với ba con. Chuyện này đầu dây mối nhợ cũng từ con Ngọc Bích mà ra. Ngày đầu tiên nó bước chân vô cái nhà này là dì đã có linh tính không lành rồi. Tiến nè, con mau mau nghĩ cách tống cổ má con nó ra khỏi nhà này đi. Còn nữa, con phải khẳng định vị trí của con trong cái nhà này. Con phải cho má lớn con biết con mới là người thừa kế. Con biết rồi. Nè, còn cái vụ đồng hồ với dây chuyền, con có đòi má con sắm cho con chưa? Cái đó con quên rồi, chưa nói. Trời ơi, sao mà ngu quá vậy Tiến? Bởi vậy họ coi thường con là đúng. Dì đã nói với con rồi, con phải đòi hỏi quyền lợi. Con phải... Thôi đi dì ơi, con nhức đầu lắm rồi, dì đừng có nói nữa. Không vì lợi ích của tao, tao bóp mũi mày chết từ hồi mày mới lọt lòng rồi. Thôi được rồi, anh Tâm đi ruộng về hả? Ừ, tôi đi đắp con đê lại nè, để tôi phụ cho. Thôi được rồi, đừng có làm. Anh bận gì thì cứ về trước đi. Con nghỉ tay đi, để tôi làm cho. Cảm ơn anh nha. Ờ. Ngọc Bích. Dạ. Hôm nay mọi chuyện trong nhà có gì không? Anh Tâm hỏi chuyện gì? Cậu chủ á, có làm gì khó dễ cho Ngọc Bích không? Không. Chuyện đó người làm trong nhà ông chủ đã xì ra ngoài rồi. Có lẽ Ngọc Bích không nói gì mắc cỡ. Anh Tâm. Ừ, hả? Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Tôi biết là những người đi ở đợ cho nhà giàu như vậy á phải chịu nhiều ấm ức lắm, nhất là những cô gái trẻ như cô vậy. Có ai muốn làm ở đợ đâu anh, tại hoàn cảnh nên phải chịu thôi. Không mấy như vậy, tôi thấy Ngọc Bích cũng khỏe mạnh và siêng năng. Hay là cuối mùa này Ngọc Bích xin ông chủ chia ruộng cho làm, có gì tôi phụ cho. Làm ruộng tôi cực nhọc cũng chẳng dư giả, nhưng mà không phải lo nghĩ gì, lại còn được tự do. Cảm ơn anh Tâm, nhưng mà hiện nay má con tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Cho dù được ông chủ chia ruộng thì tiền đâu dựng nhà, rồi tiền đâu mà dung bồi mảnh ruộng. Bao nhiêu là thứ cần phải có tiền. Tôi không có muốn má tôi phải lo âu thấp thỏm vì gánh nợ trên vai. Thôi thì cứ sống như thế này, dài ba năm nữa nếu mà dành dùm được chút ít tiền á thì tính tiếp. Cho dù có cực nhọc, bị ức hiếp cỡ nào, tôi cũng không sợ. Chỉ cần má tôi được sống tốt hơn trước là tôi chịu được hết.
Cậu làm cái trò gì vậy? Bảo lung tung chơi thôi, có gì không? Cậu không thấy tôi đang câu cá hả? Thấy chứ. Thì sao? Chỗ tôi đang cắm câu, cậu làm vậy mà có được hả? Được chứ. Mày câu là chuyện của mày, tao bắn là chuyện của tao, liên quan gì tới mày? Cậu... Ê, ở lại câu cá đi chứ. Đi đâu vậy? Hèn. Cậu mà cũng có tư cách chửi người khác hèn sao? Mày nói vậy là sao mày? Mày có tin tao tống cổ nguyên gia đình mày ra khỏi cái làng này không? Loại người như cậu, chuyện xấu hổ như rình đàn bà con gái tắm mà cậu còn dám làm. Huống gì cậu là chủ đất, còn tôi là phận tá điền. Cậu muốn tống tôi đi lúc nào mà không được. Mày... Cái con này dám đeo đào chuyện đó khắp nơi. Được, đợi đó. Chị, dừa em mới hái á, chị uống đi cho ngọt. Ừ, cảm ơn em. Em ngồi đi. Ừ, dạ thôi, em không dám làm phiền chị. Có gì phiền hả em? Em ngồi nói chuyện với chị cho vui. Dạ. Chị ơi. Ừ? Chị cho em mượn coi một chút nha. Ừ, em coi đi. Wow, chị giỏi thiệt á. Em không ngờ chị thêu khéo vậy. Đẹp quá à. Em thích lắm. Em có biết thêu thùa mai giá gì không? Dạ, em không biết thêu. Mai thì em biết chút chút, nhưng mà em mai dũng lắm. Mấy cái chuyện mai giá toàn là má em làm không à. Chị dạy cho em thêu nha. Chị dạy em hả? Ừ. Dạ thôi. Sao vậy? Em không thích thêu hả? Em thích lắm chứ. Nhưng mà... Chị biết là em ngại chuyện gì rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm, cứ coi như đây là công việc của em. Khi nào mà chị cần thêu khăn, thêu áo gối thì còn có em giúp chị, được chưa? Dạ được. Em cảm ơn chị nha. Vậy sáng mai chị sẽ dẫn em đi chợ mua kim chỉ với lại khung thêu ha. Dạ. Nhưng mà chị ơi, liệu là em có thêu được không? Em sợ là em không có qua tay thêu không khéo như chị. Em không cần phải lo đâu, chỉ cần chịu khó tỉ mỉ là làm được thôi. Mới đầu thì dĩ nhiên đường kim mũi chỉ sẽ không được mượt, nhưng mà làm quen tay rồi thì sẽ đẹp thôi. Vậy hả chị? Ừ. Em sẽ cố gắng hết sức. Chị, chị học thêu hồi nào mà thêu đẹp quá vậy? Mà chủ dạy cho chị hả? Đúng là chị học thêu từ má, nhưng mà người đầu tiên dạy chị cầm kim lại là má Thảo của chị. Con coi má Thảo thêu có đẹp không? Rồi, đây là ai? Dạ đây, đây là con. Giỏi, còn đây là ai? Đây là má con. Giỏi. Má Thảo chỉ con theo nha. Đó, thấy chưa? Giờ tới lượt con dạ. Nha. Rồi, con kéo đi. Rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Con theo tiếp đi. Để con làm cho. Hồi đó, tuy là còn rất nhỏ, nhưng mà chị nhớ như in. Mỗi ngày chị đều áp mặt vô bụng má Thảo để nói chuyện với em Tiên. Chị hứa hẹn nhiều chuyện vui vẻ lắm, nhưng ai ngờ càng lớn lên, đức Tiên nó càng coi chị như người xa lạ. Chị cũng muốn tới gần nó thì nó cũng lảng xa ra. Tuy nói rằng má chị vì muốn có con trai nói giỏi cho dòng họ, cho nên mới cưới má Thảo cho ba chị.
Nhưng cả má và chị đều thật lòng rất yêu mến má Thảo. Hồi má Thảo mất, chị còn nhỏ lắm, nên khóc đó rồi lại cười đó. Nhưng ba má chị thì suy sụp hẳn, má chị thì nằm bẹp cả tháng trời. Bà cũng bỏ hết mọi việc làm ăn. Cũng may là thời gian đó có dì Trang và cậu Được. Hai người đó vừa chăm lo cho Đức Tiến, vừa quán xuyến nhà cửa trong ngoài. Niềm vui có con trai không bù đắp nổi sự mất mát trong lòng ba má chị. Em hiểu. Tuy em tiếp xúc với ông bà chủ với chị chưa có lâu, nhưng mà em biết mọi người thật lòng quý mến cậu chủ. Nhưng mà tại sao cậu chủ lại không nhìn thấy điều đó chứ? Chị cũng không biết nữa. Hồi nhỏ Đức Tiến nó cũng hiền lành lắm, nhưng càng lớn thì lại càng đổi khác. Má chị cũng vì chuyện của Đức Tiến mà thường hay rây rứt. Mỗi lần mà Đức Tiến làm chuyện gì không đúng á, là má lại nghĩ là ba đã có lỗi với má Thảo. Chị đừng có buồn nữa. Ông bà và chị đều là những người hiền lành nhân đức. Em tin rồi đây, cậu chủ sẽ nhận ra tình cảm của mọi người mà thay đổi tốt hơn. Chị cũng mong là vậy. Dạ, coi lấy cho con cái này. Dạ, dạ. Tươi dữ ha. Lấy bỏ vô đâu rồi đi. Dạ, dạ. Tươi quá ha. Ôi, cảm ơn cô. Lấy tiền. Dạ. Dạ. Cô ơi, quẹo lửa đi cô. Mua đi cô. Cải này ngon lắm, mới hái nè cô. Dạ, cô mua đi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Bỏ này nha, bỏ này là tươi nhất đó. Dạ, bữa nào cũng được. Má con nhận mua lại gì nấu ra một cải mua gì. Chị mua chi nhiều vải, nhiều chỉ màu dữ vậy? Bộ, chị tính theo cái gì hả? Bí mật, từ từ chị sẽ nói cho em biết. À, Ngọc Bích. Dạ. Chợ này bán nhiều đồ ăn lắm, em có đói bụng không? Chị mua cho. Dạ không, em có đói bụng. Ủa cô Ngọc Thủy, cô đi chợ hả? Dạ, dạ gì? Dạ chào cô. Hay là chị nói chuyện với gì đi. Em đi lòng vòng xem người ta mua bán. Vậy cũng được, nhưng mà em đừng đi đâu xa nha. Dạ em biết rồi, thưa dì con đi. Dạ. Dạo này ông bà khỏe không cô? Dạ. Dạ. Dạ, con dẫn đứa em đi chợ để mua đồ. Buôn bán cũng lai rai à cô. Rồi, vé lựa luôn nè. Đi vô đây uống trà đi. Em lên. Vé lựa đi. Nhanh đi, nhanh đi. Vé lựa đi cô. Dạ. Ngồi đi. Vậy nè. Hai bỏ đi. Dạ, cảm ơn chú. Vé lựa đi cô. Nghe nói trà đây ngon lắm á. Uống thử coi ngon không ha. Nè, coi đi. Cho mày uống. Đâu? Uống miếng coi. Đây, cô đây. Ngon ha. Có phải con ở đợi nhà mày không? Ủa bó ra này nhiêu vậy cô? Nó đó. Ôi, nhìn cũng đẹp ác ha. Đẹp ghê ha. Đẹp cái gì mà đẹp? Đẹp thiệt mà. Ê, Ngọc Bích. Cái này nè cô, tốt lắm nha. Ê, tiếng này quay ghê mày. Ừ, quay thiệt á. Mua đi cô. Tôi kêu cô đó. Lại đây biểu coi. Nhảy lên. Lựa luôn đi chị Bảy. Ừ, được rồi. Lại đây. Nhảy lên. Ôi, nó kêu đi theo luôn kìa. Nó làm gì vậy? Ai biết. Lô đi. Lại khỏi lên đấy. Giờ rồi. Phân bộ cho tôi đi. Làm không? Chùi đi. Nhanh lên. Ôi, chìm dễ. Nói chùi luôn kìa. Công nhận, tiếng này hoài quá ha. Thôi con về nha dì. Dạ cô đi ạ. Ai mua chổi không? Non lá đẹp mà chị ơi.
Dạ, nón lá nè chị. Dài của cậu đi. Chớ, lẹ đi. Dớ dơ luôn rồi. Phủ dớ đi. Nhanh lên. Phủ dớ đi. Mang vô đi. Trời ơi, chị muốn chị ăn. Ủa, lao luôn kìa. Mấy cái bít tươi ngon lắm á. Mới hái tắc thì á, ăn không? Mang vô cho tôi. Có mang không? Mang vô đi. Mang đi. Nhanh lên. Chắc không mang rồi. Không. Mang. Đức Tiến, em làm cái gì vậy? Để coi. Em đứng lên đi. Nè. Ủa ai vậy? Chị định bỉ mặt tôi hả? Chị Tiến. Chị không thấy tôi đang kêu cổ mang giày cho tôi sao? Em cư xử như vậy mà được hả Đức Tiến? Sao không được? Cổ chỉ là người ở thôi. Tôi không được sai người ở hả? Hay là chỉ có con vợ lớn mới được quyền sai người ở thôi? Em. Cậu, tôi mang về cho cậu là được chứ gì? Bết. Em không sao đâu mà. Nghe chưa chị hai? Mang đi. Ủa, mấy nhau nuôi kìa. Ừ. Ờ, vé lựa luôn nè. Mình về đi em. Vé lựa đi. Vé lựa đi cô. Ê, công nhận mày quá thiệt nha. Quá nha mày. Thôi vô chạy đi mày. Thôi vô nước. Rớt tao ly coi. Nè nè nè. Rõ ràng á là chị thấy Đức Tiến nó muốn xỉ nhục em. Nhưng mà em đừng có lo, chị sẽ về nói chuyện với ba má để ba má dạy lại nó. Chị đừng để cho ông bà biết. Em không muốn ông bà thêm phiền lòng đâu. Nhưng mà Đức Tiến nó làm như vậy là quá đáng lắm, chị không chấp nhận được. Em là người ở mà, cậu chủ có quyền sai biểu em. Những chuyện đó em làm được hết, chị đừng có lo nha. Mình về đi chị. Đi chị. Thật sao mình? Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Vậy mình hỏi ý của chị Trang coi sao, để tôi biết đường mà trả lời với người ta. Chứ tôi chỉ sợ giống như năm đó, chỉ một mực nhất định không chịu lấy chồng. Mà cái chỗ đó cũng đàng hoàng lắm chứ. Năm đó em Thảo vừa mới mất, thằng Tiến còn nhỏ, vì Trang không đỡ rời xa nó nên mới từ chối người ta. Bây giờ thì khác rồi. Em nghĩ lần này mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi cũng mong là vậy. Dạ chào anh chị. Ý, vợ chồng tôi vừa mới nhắc tới chị là chị có mặt liền à. May quá. Anh chị nhắc tôi hả? Chị ngồi xuống đi. Dạ. Dạ chị để tôi. Chị Trang, chị tìm vợ chồng tôi có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi chị là cần bao nhiêu nếp để ủ rượu, đặng tôi kêu con Ngọc Bích nó say. Chuyện đó để sau rồi hãy nói. Bây giờ vợ chồng tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói với dì đây nè. Có chuyện gì vậy à? Anh Hương Quản Hạt đã nói với tôi, ảnh có người cháu họ đã quá vợ mấy năm nay rồi, giờ có ý định tìm người chấp nối để lo cho hai đứa nhỏ. Anh Hương Quản thấy chị là người nhanh nhẹn nên muốn nhờ tôi đứng ra mai mối. Chẳng hay ý của chị ra sao? Cậu này tôi biết, tuy ăn học không nhiều nhưng đàng hoàng đứng đắn lắm, lại siêng năng cần mẫn. Vì mà ưng cậu này á thì cả đời không lo đói khổ. Hai đứa nhỏ con của cậu á cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm. Nếu như chị cần thêm thời gian để suy nghĩ
thì tôi sẽ nói lại danh Hương quản. Dạ không, tôi trả lời liền. Vậy ý của chị sao? Có ưng hay không? Hay cần có điều kiện gì khác? Chị cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nói lại danh Hương quản. Tôi không ưng. Thật ra tôi muốn tiếp tục được ở bên cạnh Đức Tiến để chăm sóc nó cho tới khi nó trưởng thành. Vợ chồng tôi rất hiểu tấm lòng của dì dành cho Đức Tiến. Vợ chồng tôi cũng rất biết ơn dì về điều đó. Đây là lần thứ hai dì bỏ qua cơ hội hạnh phúc của mình. Lần trước Đức Tiến còn quá nhỏ, dì không yên bụng rời đi đã đành. Nhưng bây giờ Đức Tiến nó lớn rồi, dì nên nghĩ tới hạnh phúc, tới tương lai của mình đi. Phải đó, Đức Tiến còn có vợ chồng tôi lo. Chị sợ gì chứ? Anh chị muốn đuổi tôi đi sao? Sao vợ chồng tôi lại muốn đuổi chị đi? Chỉ là chúng tôi không muốn chị vì Đức Tiến mà quên đi bản thân của mình. Tôi không có quên đâu. Chỉ là tôi định vài ba năm nữa, khi thằng Tiến chững chạc, biết quản lý gia đình, để đỡ đần những gánh nặng trên vai của anh, thì tôi mới yên lòng. Dì Trang, bây giờ dì cũng không còn trẻ trung nữa. Qua vài ba năm nữa, tôi e là quá muộn rồi đó dì. Cho dù là như vậy, tôi cũng chấp nhận. Dạ, tôi đã thề trước vong linh của em tôi rồi. Tôi xin anh chị cho tôi được ở lại đây nha. Dì Trang nè, dì đúng là người chị tốt của em Thảo. Trước kia, lúc còn trẻ tuổi nông nổi, tôi đã từng đối xử tệ bạc với em gái của mình, tới khi hối hận, muốn kề cận, chăm lo, săn sóc cho em, để bù đắp cho em ấy. Nhưng ông trời lại bắt em Thảo ra đi. Tôi chưa làm được gì nhiều cho em tôi hết. Vì vậy, tôi muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho cháu của mình. Thì sao, có cần quà giúp gì không? Dạ, ông Cặp Rằng cứ để con làm. Nè, quà đang rảnh mà, có chuyện gì thì quà giúp cho. Trước khi tới đây, Ngọc Bích xin sống bằng nghề gì? Dạ, má con làm đủ thứ chuyện hết. Má con thì buôn bán làm thuê, còn con thì giăng câu thả lưới. Khi nào có người mướn thì con làm. Chuyện nặng nhọc gì con cũng làm được hết á. Trời ơi, tội dữ không. Nghe em kể mà quá đau lòng thắt ruột. Trời ơi, nhìn nè, nhìn em nè, vất vả mưa nắng mà sao nước da cứ hồng hào, mơn mởn cái gì ta. Ông để qua, qua đấm bóp cho. Nè, con nhỏ kia, công việc xong chưa mà còn đứng ổng a ổng mẹo đó? Dạ, sắp xong rồi, con luộc rau nữa là xong. Vậy thì nhanh tay nhanh chân lên. Anh làm gì ở đây? Tôi lặt rau, sầu quá. Không phải việc của anh, đi theo tôi. Qua đi nghe.
Có chuyện gì nữa đây? Anh có ý đồ mờ ám với con nhỏ đó đúng không? Lại nữa. Bực mình. Anh đứng lại đó. Nè, em mà cứ nói chuyện kiểu đó hoài là khó chịu lắm biết không? Anh là không có muốn cãi nhau với em. Ngồi đó đi, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì nói đi. Anh có biết lúc nãy ông bà Lâm nói chuyện gì với em không? Nói chuyện gì hả? Họ kêu em đi lấy chồng đó. Trời ơi, làm hết hồn. Tưởng họ phát giác được cái chuyện gì. Đây là lần thứ hai em từ chối lấy chồng, là vì anh. Tuy là bao nhiêu năm qua chúng ta vụng trộm, nhưng em luôn nghĩ anh đã là chồng của em rồi. Anh có biết điều đó không anh Được? Biết, dĩ nhiên là anh biết. Thì anh cũng có khác gì em đâu. Cũng chính vì thương em, anh mới rời bỏ đô thành nhộn nhịp để theo em về đây ở nè. Vậy mà hễ cứ thấy có đàn bà con gái nào được được mắt một chút là anh cứ sáp tới hả? Hồi nãy là anh muốn giở trò với con nhỏ đó đúng không? Trời đất ơi, anh đã nói là không có mà mệt em ghê vậy. Lúc nào em cũng biểu anh là phải thăm dò điều tra má con nhỏ đó. Vậy mà anh mới đứng nói chuyện được có vài ba câu làm tới kiếm chuyện với anh rồi. Thôi, bỏ đi. Từ đây về sau anh không quan tâm tới mấy cái chuyện đó nữa. Có thiệt là anh đang thăm dò không? Không nhắc tới chuyện này nữa. Nè, vậy là thăm dò thiệt hả? Vậy có gì khả nghi không? Thôi đi em ơi, nói chuyện chỉ được hai câu nữa là em tới em phá rồi. Làm sao mà nói được cái gì nữa? Thôi, đừng có giận nữa mà. Anh tiếp tục giúp em thăm dò má con nó đi. Nhưng mà nhớ nè, lén phén cái gì là chết với em đó nghe chưa? Anh biết. Dạ thưa cô quản gia. Bà vô nhà này để làm cái gì? Hả? Dạ, tôi nói với cô quản gia nhiều lần rồi. Hoàn cảnh tôi khốn khó quá, má con tôi mới xin vô đây để sống qua ngày, chứ có làm gì đâu cô. Thiếu gì chỗ cần người, tại sao phải tìm tới tận đây? Dạ, má con tôi cũng đi xin việc nhiều nơi lắm, nhưng mà ở đâu cũng vậy hết á. Thấy mặt tôi cái là người ta lắc đầu, người ta không có nhận. Nghe ông bà chủ nhà này nhân đức, tôi mới lặn lội tới đây. Bà nói láo. Nhất định là có âm mưu gì khác. Dạ. Đúng không? Dạ. Cô quản gia ơi, tôi xin cô đừng đổ oan cho tôi. Đừng nghi ngờ tôi tội nghiệp mà. Má con tôi thân phận thấp hèn, được ông bà chủ thương tình như vậy, có chỗ ăn chỗ ở là may phước lắm rồi. Ngoài cái chuyện phải siêng năng cần cù, má con tôi đâu có làm được gì khác đâu. Mà cô nói tôi có âm mưu. Vậy thì tại sao bà cho con Ngọc Bích làm thân với gia đình này trước? Tại sao? Dạ. Bà mà không khai thiệt, tôi không có để cho bà sống yên đâu. Nghe chưa? Dạ. Bà nói đi, bà đến đây là có âm mưu gì? Có chịu khai hay không? Hả? Dạ, dạ tôi... Khai mau! Dạ. Khai! Khai hay không? Chị buông tay đó! Bà có âm mưu gì hả? Khai! Dì làm gì vậy? Dì mới phải hỏi là con làm cái gì đó. Dì đang giúp con trừng trị bà ta. Dì nói vậy là sao? Không phải là con đang chịu ấm ức vì bị con gái của bà ta đổ oan hay sao? Con nhịn được, chứ dì là dì không nhịn được rồi đó. Đừng có cản dì. Bữa nay thôi dì ơi, đánh cho bà ta chết mới được. Dì ơi, buông ra. Dạ cô quản gia ơi, cậu chủ ơi, tôi xin lỗi. Tôi đã rầy dạy con Bích rồi. Dạ tôi xin lỗi. Dạ. Bà đừng có xin xỏ cái gì hết. Tôi không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của bà nữa. Đi mau, đi khỏi đây mau đi. Dạ. Đi. Dì ơi thôi đi dì. Bộ dì thấy con chưa đủ rắc rối hay sao hả dì? Con dám lớn tiếng với dì hả? Dì làm tất cả mọi chuyện là vì con mà tiếng. Con biết, con biết là trên đời này không ai thương con bằng dì hết. Nhưng mà chuyện này dì để con tự giải quyết được không? Dì càng muốn bảo vệ con, càng muốn giúp con là dì làm cho con khó xử hơn nữa đó dì. Còn bà nữa,
đứng đây làm gì? Đi vô đi. Dạ đội ơn cậu chủ. Dạ. Gì vậy? Con đã bị rơi vô cảnh tình ngay Lý Giang rồi. Bây giờ cho dù con có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh cho con được hết. Thôi bỏ qua đi dì nha. Con là cây ngay, con không sợ chết đứng đâu. Con không có làm gì hết. Con thấy con không hổ thẹn với bản thân con là đủ lắm rồi. Mình ăn đi mình. Ừ. Trời ơi, mình ơi, mình có sao không mình? Ông ơi, con xin lỗi ông. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Để đây là cách đấu phỏng ba tôi thì sao? Thôi. Cô tính biến ba tôi thành con ác quỷ giống như má cô vậy hả? Tiến, thôi đi. Sao cô ăn nói như vậy? Mình có bị phỏng chỗ nào không? Không sao đâu, mình đừng lo. Dạ con xin lỗi ông. Ông tha lỗi cho con nha. Xin lỗi là xong hả? Người như cô có lần này sẽ có lần khác. Cô mau cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi. Tiến. Ơi, Tiến. Không phải chuyện của con. Con ngồi xuống ăn cơm đi. Ba hả? Ngồi xuống. Tiến, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Con xin lỗi ông bà. Ta không sao. Nhưng lần sau con nhớ phải cẩn thận hơn. Dạ con đổi ơn ông. Con sẽ ghi nhớ lời ông dạy. Con lấy khăn lau cho ông. Thôi mọi người ăn cơm tiếp đi. Tụi con ăn đi, má vô lo cho ba. Con không hiểu tại sao ba má lại ưu ái má con bà già mặt quỷ đó tới như vậy. Bà già đó thì xấu xí, đứa con gái thì không ra gì. Vậy mà ba má cứ kiên quyết giữ lại trong nhà mình. Hoàn cảnh của má con họ rất là tội nghiệp, bà má muốn giúp họ. Má à, hoàn cảnh tội nghiệp, má muốn giúp người ta hả? Má à, ở ngoài đường đầy đẫy những người còn đáng thương tội nghiệp hơn nữa kìa. Sao má không đem hết họ về đây luôn đi, rồi biến cái nhà này thành trại tế bần luôn đi má. Tiến, con nói không sai. Má biết bên ngoài còn biết bao hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta không thể nào giang tay giúp đỡ hết mọi người. Trước mắt ba má chỉ có thể giúp những người có duyên với gia đình ta thôi con à. Phải đó em. Con bé Ngọc Bích này rất là có duyên với gia đình mình. Ba má với chị bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Cái gì mà gọi là có duyên? Con thấy nó đang cố tình tiếp cận mọi người thì đúng hơn á. Thiệt tình. Ba, con không thể chịu đựng thêm nữa đâu ba. Ba mau đuổi má con nó ra khỏi nhà này đi. Ba muốn người làm, con sẽ đưa người về đây cho ba chọn. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn vô nhà mình mà còn không được mà ba. Con nói con không thể chịu đựng nổi con bé đó sao? Dạ đúng. Cái thứ ngu ngốc hồ đồ đó, con nhìn thấy là gai mắt rồi. Trái lại, ba thấy con bé đó đang phải chịu đựng con. Ba, con đừng tưởng là ba không biết. Việc xảy ra lúc nãy là do con giở trò. Đúng, là do con giở trò đó. Con không có chối với ba. Con chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà này thôi. Con nói người ta ngu ngốc hồ đồ, nhưng trong mắt ba, đứa hồ đồ ngu ngốc chính là con đó Đức Tiến à. Ba à, con có phải là con của ba không vậy? Sao ba có thể coi thường con hơn một đứa ở đợ vậy ba? Tiến. Dĩ nhiên con là con của ba. Cho nên ba rất buồn lòng khi con có những hành động trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Bà thấy con cần phải học hỏi con bé đó nhiều hơn nữa. Ba... Tiến. Mình à, sao mình lại... Mình không thể tiếp tục luôn chiều nó được nữa. Phải chỉ cho nó thấy cái sai của nó mình à. Bà mụ ơi, bà mụ. Tôi không nhớ gì hết, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Hãy
Vậy là tốt đó. Cứ ngoan ngoãn như vậy tới cuối đời nghe không? Sao? Giờ em yên tâm chưa? Ừ. Ngồi đi em. Đây nè, chị đã vẽ sẵn mẫu đơn giản để cho em tập theo đó. Bây giờ chị chỉ em cách lồng vô khung nha. Em nhìn chị rồi làm theo nè. Dạ. Ờ, đúng rồi đó em. Em kéo phần dải để cho dải trong khung căng lên thì mình mới theo đẹp được. Khó quá chị. Ủa chị, chị theo làm gì mà lớn quá vậy? Chị theo cặp gối cưới. Gối cưới của chị? À đúng rồi, cái chuyện mà anh nhờ em nói với ông chủ Lâm cho anh làm bao tá sao rồi? Ông không chịu. Thiệt, cả hai vợ chồng đều nói là họ không có muốn trồng thêm ách vô cổ tá điền. Khốn nạn thiệt. Từ nay anh cũng bớt quạnh quẻ tá điền chút đi. Ông Lâm ổng nhắc khéo vậy đó. Cái gì? Ông nói như vậy thiệt hả? Ừ. Ông nói là ông biết nhiều việc làm không đúng của anh, nhưng vị tình nên mới làm ngơ. Từ nay làm ơn làm gì cũng phải cho khéo khéo một chút, ăn dụng cũng phải biết chùi mép cho nó sạch. Mẹ kiếp. Ừ. Hay là anh lãnh ruộng về làm đi. Ông hứa sẽ chiếu cố. Có khi ông lấy địa tô thấp hơn so với người khác đó. Em biểu anh đi làm ruộng hả? Dẹp đi, không đời nào. À. Được, cũng là ý hay. Anh lại có ý đồ gì hả? Ý đồ gì thì từ từ em sẽ biết. Anh đã quyết định rồi, bắt đầu từ mùa vụ tới anh sẽ trở thành nông dân. Chị với anh ấy có hôn ước lâu rồi, nhưng vì ảnh sang Pháp du học mấy năm cho nên tụi chị chưa có làm đám cưới. Giờ thì ảnh học xong rồi, chỉ chờ lấy đủ giấy tờ. Chắc vài ba tháng nữa là ảnh về tới. Chắc khoảng cuối năm là tụi chị cưới. Thích quá à. Chị, em chúc mừng chị nghe. Ừ. Vậy thì em phải ráng chăm chỉ học. Nhất định em phải thêu tặng chị trước khi mà chị về nhà chồng. Chị ơi. Em có thêu không đẹp, chị đừng có chê em nha. Em tặng chị á là quý lắm rồi, chị không có chê đâu. Nhưng mà chị tin là em sẽ thêu rất là đẹp. Mà chị, chồng tương lai của chị học cái gì mà phải đi xa dữ vậy? Anh học bác sĩ. Ồ, em biết rồi. Là mấy cái ông đốc tờ ở trong nhà thương phải không chị? Ừ, đúng. Nhưng anh ấy không phải là đốc tờ trị bệnh mà là đốc tờ thẩm mỹ. Chị, hả? Nếu như mà mấy người bị thương như má của em á, thì đốc tờ có thể làm mất thẹo, trở lại như xưa được không chị? Chị cũng không có rành. Khi nào anh ấy về á, nhất định chị sẽ hỏi rồi nói lại cho em biết nghe.
Bích. Bích, em sao vậy? Em đang nghĩ, giá như mà có một phép màu nào đó có thể giúp cho gương mặt của má em trở lại như xưa, cho dù bắt em có phải đánh đổi bất cứ điều gì, em cũng chấp nhận. Em thiệt là hiếu thảo. Vì lụa mà biết được chắc là sẽ vui lắm. Bà má chị thường nói, ở trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những chuyện tưởng như thần kỳ. Cho nên em có quyền hy vọng. Chị, mấy lúc mà em ngồi một mình, em tưởng tượng sau này mà em lớn lên á, nhờ siêng năng làm việc mà em kiếm thật là nhiều tiền để lo cho má em, rồi má em sẽ trở lại xinh đẹp như ngày trước. Em ước làm sao á hả? Em sẽ cùng với má em ở trong một ngôi nhà to thiệt là to, đẹp ơi là đẹp luôn. Tưởng tượng vậy thôi mà tự nhiên em thấy vui á chị. Em đúng là người lạc quan đó. Chứ chị biểu trong hoàn cảnh của em mà tối ngày cứ buồn phiền thì sống sao nổi. Thảo ơi, nhìn hai đứa nhỏ tôi lại càng nhớ em da diết. Giá như bà Đức Tiến cũng gần gũi với Ngọc Thủy thì tốt biết mấy, phải không em? Dì, dì để đó đi, lát nữa con làm cho. Dì khỏe mà, dì quen rồi con. Ngọc Bích. Dạ. Dạ. Mày đưa bàn ủi cho má mày kêu ủi đồ cho cậu đi. Rồi mày đi ra hái mấy trái dừa cho tao uống, tao khát nước quá. Dạ, để lát nữa con ủi đồ xong con hái được không bà? Mày đợi tới khi nào tao hết khát rồi mày mới hái hả? Đúng không? Dạ dạ cô quản gia, để tôi nói nó cho. Con nghe lời cô đi, còn bàn ủi này để má làm cho. Nhưng mà... Má làm được mà, con nghe lời cô quản gia đi. Nè, phải lựa cho kỹ nghe chưa? Nhớ, non quá thì nó chua, còn già quá thì tao không thích đó. Dạ. Phải là bà không? Sao bà còn chưa chịu ló cái đuôi chồn của bà ra hả? Con à, cho tôi coi với. Ừ nè. Ê. Mặt Bích dính sình kìa, để tôi chùi cho. Chết, tay tôi cũng dính sình. Thôi được rồi, không sao đâu. Hồi trước á, ngày nào tôi cũng đi bắt cá hết. Còn tôi bắt cá cũng dở lắm, sáng giờ bắt được có mấy con à. Trời, như vậy là nhiều lắm rồi đó. Ủa, Bích ra vườn làm gì vậy? Quên, tôi phải đi hái dừa cho bà quản gia nữa. Tôi đi nghe. Để tôi thọt cho, mấy vụ này tôi rành dữ lắm. Tôi cũng làm được vậy. Thôi, sẵn có tôi ở đây tôi thọt giùm cho. Mà Ngọc Bích muốn thọt dừa khô để làm mứt hay là uống nước? Trời, anh rành dữ vậy. Bà quản gia kêu tôi hái dừa để uống nước,
Thôi được rồi, đi theo tôi. Ừ. Đi. Đang ủi đồ hả? Dạ. Ủi luôn cái này cho tôi. Dạ cô. À, hồi nãy á, Ngọc Bích nó nấu gì ở dưới bếp đó, coi chừng khét nha. Vậy hả cô? Vậy để tôi xuống coi. Đâu không biết nữa. Nước bồ kết của đâu cho bà chủ? Tôi đang nấu đó. Ủa chị nấu hả? Ờ tôi đang nấu. Có chuyện gì chị lụa? Ủa sao cô quản gia nói là sai con Ngọc Bích nấu? Cô quản gia? Lạ à nghe. Hồi nãy tôi bắt nước lên á, cổ còn dặn tôi bỏ bông mửa vô để quên đó. Thôi chết tôi rồi. Của tôi ủi xong chưa? Dạ cô, tôi ủi cái áo này xong là ủi áo cho cô liền. Ừ, đây để tôi máng lên cho. Rồi ủi cái áo kia giùm tôi đi. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi, cái thằng này nó mau lớn ghê luôn đó. Quần áo riết rồi ngắn hết trơn rồi à. Kiểu này là phải mai thêm đồ cho ổng rồi nè. Trời ơi, bà lụa. Dạ. Bà làm ăn cái kiểu gì đây? Hả? Bà nói đi. Dạ cô ơi, cái này tôi không có. Dạ tôi không có làm. Cái gì? Nè, bằng chứng rành rành ra như vậy mà bà còn già hàm cãi chối hả? Dạ. Đây nè, bà cầm đi. Cô quản gia ơi, tôi không có làm thiệt. Nãy giờ tôi ủi cẩn thận dữ lắm, tôi không có làm mà cô. Tôi hỏi bà, trước khi ủi, bà có thấy cái áo nó bị như vậy không? Dạ không. Đó, rõ ràng là như vậy rồi, còn chối cãi nữa không? Cô ơi, thiệt tình tôi không có làm thiệt mà. Từ nãy giờ, chỉ có một mình tôi với bà là ra vô căn phòng này. Bà không làm, chẳng lẽ là tôi làm? Nè, lỡ rồi thì thôi đi. Bà còn muốn đổ tội cho người khác nữa hả? Bà ghê gớm thiệt. Bà muốn đổ tội cho tôi chứ gì? Dạ không có cô. Nè, bà nhìn đi. Dạ cô. Bây giờ bà có nhận không? Dạ cô ơi, dạ tôi làm. Dạ tôi nhận. Dạ tôi làm. Dạ.
chịu nhận tội rồi sao? Tội làm hư cái áo có thể bỏ qua, nhưng cái tội già hà mà còn chối cãi, tôi sẽ trừng trị. Để tôi coi tôi sẽ trừng trị bà như thế nào. Đưa tay bà đây. Dạ cô ơi, dạ cô tha cho tôi đi cô. Bây giờ sao? Bà muốn đưa tay hay là đưa cái mặt ra? Dạ cô. Đưa tay đây. Dạ. Ừ? Dạ. Chưa, nghe chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn lần sau thì đừng có trách tôi. Còn cái áo đó, tôi cho bà luôn, bà muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ trừ vào tiền công của bà. Sao vậy? Ôi da. Đâu, đưa tôi coi. Cô đưa đây. Để tôi thổi cho. Ê Tiến, có chim nè. Bắt không? Nè. Giữa ban ngày ban mặt mà tụi mày dám giở trò mày mở cà đồng ở đây hả? Không biết xấu hổ hả? Ê, đừng có nghĩ mình là cậu chủ, rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm nha. Cấm đi. Cô đừng có quên, cô là con ở của nhà tôi, người làm chủ cho tôi. Không thích con ở của mình đi cười cười nói nói với các thằng khác. Cậu chủ, cậu nói tôi sao cũng được, nhưng tôi xin cậu đừng xúc phạm Ngọc Bích. Tụi tôi hoàn toàn trong sáng nha, không có gì mờ ám hết. Bình nhau quá ha. Trong sáng hả? Cười nói ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt mà gọi là trong sáng hả mày? Những gì cậu vừa thấy á, cậu biết là không phải như vậy mà. Ừ. Dĩ nhiên tôi biết là không phải đó. Vậy tại sao cậu còn cố tình đổ tội cho tụi tôi? Vì tôi học từ cô. Không phải cô cũng chỉ nhìn thấy rồi áp đặt người khác mặc kệ người ta nói gì hả? Khỏi cần giải thích dông dài. Trước tiên ta phải trừng trị mày vì cái tội bước chân vô đất nhà tao, sau đó là tằng tiệu với con ở nhà tao. Nè, cậu làm gì vậy? Ra. Không. Tao đánh mày không đau hả? Chắc tao đánh không đủ sức. Nam, mày đánh nói cho tao, đánh mạnh lên. Thôi, tao không khoái mấy vụ này đâu mày ơi. Thằng chết nhất, nó không dám đánh mày, tao sẽ đánh cho mày chết. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Cô! Chị nói thiệt cho tôi biết đi. Có phải á, cô quản gia làm không? Không phải. Là tại vì tôi sơ ý nên mới bị phỏng vậy thôi. Chị đừng có giấu tôi. Chị thuận tay mặt. Nếu mà lỡ tay á, thì bị thương tay trái chứ. Có phải lúc cô quản gia lừa chị nè, xuống thôi, đây? Thôi thôi thôi. Trời ơi, muốn mang họa vô thân hả? Trời ơi, tôi biết ngay mà. Thôi. Nè, đừng có nói cho con Ngọc Bích hay nha. Thì sao phải giấu nó? Tôi sợ nó biết như vậy rồi nó đau lòng, hiểu không? Mà nghĩ cũng lạ nghe. Đành rằng từ nào giờ cô quản gia luôn khắt khe, khó chịu với người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng cũng đâu tới nước này. Chị quên rồi hả? Ngay từ cái bữa đầu má con tôi bước chân vô nhà thôi là cô quản gia cổ đã khó chịu ra mặt về cổ ghê sợ cái mặt của tôi. Ờ hé, có lẽ cổ cố tình dồn ép để hai má con chị phải bỏ đi đó. Đức Tiên ơi,
Dù có cực nhục tới đâu má cũng ráng chịu đựng. Chỉ cần má được ở bên con, chỉ cần con gái của má được ở trong nhà của nó, má chịu được hết các con ơi. Tôi biết là cậu muốn trả thù tôi, chỉ kiếm chuyện với tôi nè, đừng có kiếm chuyện với anh Tâm nữa. Anh hùng lắm. Cô chịu đòn thay cho nó đúng không? Tránh ra. Ngập Bích. Sao? Muốn đánh tôi chứ gì? Đánh đi, đánh cho thỏa lòng cậu đi. Dù sao tôi cũng quen chịu đòn từ nhỏ rồi. Cô đánh cô hả? Tôi không muốn đánh. Cầm. Cậu muốn gì? Tôi sẽ đứng yên một chỗ, cho cô bắn 5 phát. Chỉ cần trúng 3 phát thôi, tôi sẽ tha cho nó. Làm được không? Cầm đi. Nhắm bắn được không? Không bắn được chứ gì. Đừng có xin xỏ vô ích cho nó nữa. Không biết thì tránh qua một bên, để tôi trừng trị nó. Chỉ cần bắn 5 phát trúng 3 phát. Nhưng nếu mà tôi bắn trúng hết 5 phát thì sao? 5. Mày có nghe nó nói gì không? Nó tưởng vậy bắn trúng tao lắm. Bắn trúng một lúc 5 phát. Cô thua chắc rồi. Đồ điên. Tôi hỏi lại lần nữa, nếu tôi bắn trúng 5 phát thì cậu tính làm sao? Được. Nếu cô bắn trúng tôi 5 phát, cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cậu nói thì phải giữ lời đó nghe. Đương nhiên, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm nè. Cầm đi. Được, tôi sẽ làm trọng tài. Nè, đạn của cô nè. Ngọc Bích, cô bắn nát thun bao giờ chưa? Hay là để tôi bắn cho? Anh đừng có lo. Sao? Bắn được không? Ráng bình tĩnh nhắm bắn cho chúng nha. Dương cho can lên. Có đủ sức dương lên không vậy? Hả? Tôi bắn đó nghe. Rồi, bắn đi. Bắn đi. À, à, trúng rồi, trúng rồi. Nè, mày có sao không vậy? Đừng có y y chứ. Nó gặp bài thôi, không có lần thứ hai đâu. Bắn tiếp đi. Vậy thì tôi bắn tiếp nghe. Tôi bắn đó, cẩn thận đó. À. À. Trúng nữa. Mày có sao không? Trúng rồi, trúng nữa rồi. Mày có sao không Tiến? Không sao. Cái này tao sơ ý. Còn tới 3 phát nữa lận, tao không tin nó bắn trúng tao nữa. Có sao không? Bắn tiếp đi. Tôi bắn nữa đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Bắn đi. Tôi bắn thiệt đó nghe. Cậu cẩn thận đó. Trúng nữa. Quá. Mà có đau quá không? Có sao không? Tôi bắn nữa nha. Bắn đi. Tôi bắn tiếp nha. À. Ê, 4 phát rồi nha. Trời, sao nó bắn trúng hoài vậy? Còn 1 viên cuối cùng. Mày không chịu nổi nữa đâu. Còn 1 viên cuối kìa. Cẩn thận đó nghe. Tôi bắn tiếp đó. Để nhanh lên. Ừ, ừ. Nhảy đi. Đừng để cho bắn trúng. Đúng rồi. Ai à. Đúng nữa hả? Đắp liền. Trời ơi, vậy là thua rồi.
Đáng đời. Mình thắng rồi, thắng rồi. Sao giờ? Trời đất ơi. Bết 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 bết. Con gái lớn rồi phải dịu dàng thùy mị chút. Làm gì giãy tê tê vậy? Nè. Dạ. Có chuyện gì mà chịu giờ má thấy con vui dữ vậy? Cười hoài hả? Má còn mới dập cho cậu ta một vú. Thiệt là đã gì đâu á. Trời ơi. À? Con đập ai? Thì là cậu chủ Đức Tiến đó má. Trời đất ơi. Sao con dám đánh cậu chủ? Con không hề đánh cậu. Ờ. Mà là con chơi cậu ta một vú. Còn đau hơn cái đánh nữa đó má. Thiệt là đáng đời cái tội là phách. Tức thiệt. Tao vậy mà thua một con ở đỡ. Không biết giấu cái mặt vô đâu. Cũng không trách mày được. Tao không ngờ nó bắn hay vậy chứ. Năm phát trúng năm phát. Ghê thiệt. Ê, mày đừng có nói với tao là nó gặp mai nha. Càng lúc tao càng thấy con ở đợi nhà mày rất là thú vị đó. Gì? Thú vị gì cái thứ đó? Mày, mày không thấy nó khác mấy đứa con gái trong làng này sao? Nhất là ánh mắt lúc nó nhìn mày á. Thật không giống con ở chút xíu nào. Không hề có chút sợ hãi nào trong ánh mắt của nó hết. Mà rất là phong độ. Có gì lạ đâu. Tại nó biết ba má tao với chị hai tao chống lưng cho nó, cho nên nó mới dám vậy. Cũng đúng. Nhưng mà cũng không đúng nữa. Thằng này, nói chuyện gì quầy vốn vậy mày? Tao đang bực mình nha. Cuối cùng ý mày làm sao? Ờ thì tao đang nghĩ là cho dù ba má mày, chị hai của mày có thương nó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là con ở đợ. Mày vẫn cứ là cậu chủ của nó. Làm gì có chuyện mọi người coi trọng nó hơn mày được. Bởi vậy việc nó không sợ mày là vì nó có khí phách riêng, chứ đâu có dựa vào ai đâu. Mà tao cũng không ngờ nhỏ đó nó bắn giỏi thiệt mày. Nếu là tao nè, trong ba phát chưa chắc gì tao trúng ba phát đâu. Đằng này nó lại tự tin ngay từ đầu. Thì tao cũng đâu có ngờ đâu. Nè, từ nay cậu chủ là phải cảnh giác nghe. Không có coi thường con ở được đâu á nha. Đây, đỡ đau chưa? Hả rồi, ba cái này mà làm khó được tao. Hả? Con bắn vô chân cậu chủ năm phát. Dạ. Trời ơi. Trời ơi, má cũng biết là con bắn siêu cỡ nào rồi mà. Trời ơi. Rồi cậu chủ có bị làm sao không? Hả? Có sao không? Má làm gì mà lo cho cậu chủ dữ vậy? Thì má sợ con gây ra chuyện rồi ông bà chủ phiền lòng. Mà cậu cũng không để yên cho con đâu đó. Má yên tâm đi. Cậu ta có đau á thì cũng chỉ đau một chút xíu thôi. Với lại cậu ta đã hứa với con rồi. Hứa gì? Vì thua con, cậu ta bắt buộc phải hứa với con từ nay về sau không được kiếm chuyện với con nữa. Mà sao con bắn trúng được cả năm phát vậy? Hả? Không lẽ... Nè nè. Con đi ngủ đây. Bích. Bích. Có phải lâu nay con vẫn lén má chơi cái dạng thun, đúng không? Đúng không? Trời đất ơi, Ngọc Bích. Nè, đưa đây cho má. Đưa đây cho má. Má. Nghe không? Đưa đây.
Này, má đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được chơi cái này, sao con không nghe lời vậy? Con có chơi đâu. Con cãi nữa hả? Con nói thiệt mà. Má biết không, cái vàng ná này nè, nó giúp cho con nhiều lắm á. Bắn cá nè, bắn chim nè, có trái cây nữa. À, có mấy lần á, tụi du công ghẹo con bắn nó luôn. Con thấy nó có lợi như vậy, sao má không cho con xài? Cho dù nó có lợi, má cũng không cho con xài cái này. Cái gì kỳ vậy má? Không có gì kỳ hết á. Con nên nhớ con là con gái, cái này không phải là đồ chơi dành cho con gái, biết chưa? Nghe không? Bích à, má xin lỗi, má không thể nuôi dạy con một cách đàng hoàng. Con gái của má ngày ngày phải lặn hụp dưới sông, mò cua bắt cá, dầm mưa dãi nắng, làm mướn làm thuê. Má không thể cho con học nấu ăn theo thùa may vá như con người ta. Bích à, má, điều duy nhất má có thể làm cho con là chống lại tía con cho con đi học chữ. Má muốn sau này khi con về sống trong gia đình gia giáo, con sẽ không thấy tủi thân, không bỡ ngỡ, con sẽ dễ dàng chung sống với người ta. Con hiểu chưa? Trời ơi, má, má nhìn con đi. Má tin là sau này con vậy nè, mà có cậu ấm, con nhà giàu, cưới con làm vợ luôn sao? Má tin chứ. Con của má xinh đẹp, hiếu thảo, giỏi giang, nhất định ông trời không thể nào bắt con cả đời chịu thiệt thòi được. Cho nên con phải hứa với má, từ rày sắp tới phải ra dáng một cô gái đàng hoàng nè. Từ rày sắp tới con phải ra dáng một cô gái đàng hoàng, thùy mị, không có được đụng vô mấy cái thứ này nữa, nghe chưa? Nghe không vậy? Hả? Nghe không? Hứa với má một tiếng coi. Con hứa. Lâu nay con vẫn lén má xài thứ đó đúng không? Mà con chỉ xài khi con ở một mình thôi. Một mình cũng không được. Nhưng mà má yên tâm đi, không có ai thấy đâu. Một mình con má cũng không muốn nha. Không được chơi cái vàng thun đó nữa. Cái vàng thun đâu? Má, nhanh. Trời đất ơi, đưa đây, đưa đây. Cái này cũng tốn nhiều công sức lắm á má. Má không cần biết, đi ngủ đi. Đức Tiến, chân con bị làm sao vậy? Dạ, con bị té trật chân tí thôi ba, không sao đâu ba. Để ba coi. Ba, con là con trai mà, mấy cái chuyện này đâu có đáng để ba quan tâm đâu. Ừ, cũng đúng. Nếu con muốn ba không lo, thì con phải nói với dì hai, lấy rượu thuốc xoa bóp cho con. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi ba. Dì Tám. Dạ, cậu kêu tôi. Dì hai tôi đâu rồi? Dạ, cô quản gia mới ở đây, chắc cổ ra ngoài giường có chuyện gì đó. Để tôi chạy ra kêu cổ cho cậu nghe. Thôi khỏi đi, dì lấy rượu thuốc bóp chân cho tôi coi, đau quá à. Cậu chờ tôi chút.
Nhanh lên. Ê, dạ. Để tôi bóp chân cho cậu. Chị Tám à. Dạ. Lên tôi nhờ một chút. Dạ. Ba tôi kêu thì chị đi lên đi. Nhưng biểu đi thì đi đi. Dạ cậu chủ. Vậy giờ tôi kêu chị Lụa làm thế tôi nghe. Ừ. Dạ. Chị Lụa. Dạ. Chị xoa bóp chân cậu chủ giùm tôi nghe. Tôi lên nhà trên coi ông chủ kêu tôi có chuyện gì. Dạ nhưng mà. Biểu làm thì làm đi. Nhưng cái gì? Dạ. Chị làm nha. Tôi đi như cậu chủ. Nhờ lên. Dạ cậu. Nhanh lên coi. Dạ dạ. Cậu đau chỗ nào? Bộ đuôi sao không thấy? Đây nè. Dạ dạ. Đây là lần thứ hai trong đời má được chạm vào con. Má vui lắm. Má hạnh phúc lắm con ơi. Con trai của má. Mà làm gì vậy? Cái bóp bà không bóp bà rỡ gì vậy? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ cái bà đi. Bà bóp mạnh vậy cái chân tôi sao? Dạ dạ xin lỗi cậu chủ. Dạ dạ. Tiến ơi con đâu rồi? Tiến ơi con đừng có giỡn với gì nha. Con ra đây đi. Dì không có giỡn đâu. Trời ơi đừng có ghẹo gì, dì sợ mà. Tiến ơi. Trời con Bích, mày làm cái gì ở đây vậy? Nửa đêm nửa hôm mày ăn bận cái kiểu gì kỳ vậy? Hai không nhận ra em hả? Em là Thảo mà.